Cô Hưởng anh, cô Hưởng ngon quá. Cô Hưởng xong xong rồi anh, nhanh đi. Ở đâu ấy, hàng nào đấy? Ủa ơi, đâu đấy? À đây à? Chưa kịp xe. Không nghe trồng ban công, không mua đất đấy. Trồng mini này thôi. Trồng sạch sẽ đẹp quá. Ừ. Trồng la hán. Sáng sủa quá nhỉ? Đấy, thảo đẹp, nặng ghê đấy. Lá lá gì? Lá mai chú quỷ. Lá bé này hả? Dạ. Này, con đấy có sống không? Nhưng mà ba thân, bốn thân nó bằng này, ba thân từ mặt trời lên cao này, còn rất đẹp. Chưa từng thấy. Chú quỷ em sợ chồng á? Anh bảo là nhỉ? Mai chú quỷ. Giao dịch rồi, giao dịch thành công rồi. Chán tiền. Bao giờ chán được. Thôi em chịu rồi. Chơi thôi. Chơi phôi mà chơi trung thu là khó lắm. Khó mà. Rẻ quá. Đấy. Ủa, đây đấy là rẻ đấy. Nhưng mua là phải kỷ niệm cả cổng ấy nhá. Lại trước lại bảo tháo cổng ra đấy ạ. Cái nhỏ. Rồi để. Sôi nổi quá. Chợ sớm sôi nổi quá. Vâng. Để vừa giữa hay là phải để sau nhỉ? Đây vừa giữa đấy. Không, để mép này cái kia đâu. Cái kia thò ra ngoài, đổ ra ngoài. Thế bác buộc cho em đây đi. Thế thì yên tâm. Thế thì yên tâm quá, đi đâu cũng được. Mình đi bao nhiêu anh đúng không? Ba tiền cái này anh. Dạ. 3 triệu ba. Đấy. Cái này. Riêng cái chậu đã phối tiền rồi. Này là vào chậu một thời gian rồi đấy. Ngày xưa quay lại tắt đặt, ngày xưa con này nó dựng lên, bây giờ cho vào chậu để nghiêng này. Với được cái bệ ra. Đây là bình thuyền. Được, xinh xắn. Lại xong cái gì đấy? Lại xong cái gì đấy không? Cây dối còn con. À thế à? Đấy, thoải mái anh ạ. Vừa để được cả chân nữa luôn. Thôi để này thôi. To mà. Thế là rút luôn anh. Ừ. Về phòng đánh giá cuối năm. Giang Kim giáo nhân. Đấy. Gọi về mai đi mai vào. Rồi, xong rồi. Đấy. Đấy. Đấy, đúng tắc đổ luôn xuống đấy đấy. Đẹp. Đẹp. Quá đẹp. Đổ quá đẹp. Đổ đúng chiều xe đấy. Anh đi chưa anh? Vâng, về nhá. Rồi về. Chú là đài truyền hình à? Ừ, đài truyền hình tự do. À thế. Đài truyền hình tự do. Cây đẹp đấy. Đâu nhỉ? Có đâu rồi nhỉ? Cái này mấy đồng bố? À? Cái này mấy đồng? Đâu? Đây, cái này á? Báo giá nè. Con đi 600. Thế à? Gọi là giá một bộ để mà... Giá lợn chết đấy. Giá lợn chết đấy. Cực đẹp luôn con này, cực đẹp luôn. Ba bánh đi. Bố bạc chạy. Cực đẹp luôn. Lá này nó gọi là xanh gì nhỉ? Xanh Nam Điền. Cháu chả biết phân biệt. Nam Điền xịn luôn. À thế à? Xanh Nam Mộng. Nay mới biết xanh Nam Điền. Nam Điền mà ai dám nói sai đấy. Không dám nói sai chơi là có ai. Thế còn con này cây đấy là xanh là màu không mà mấy đồng ấy à? Con đấy 900 đấy.
đấy gọi là già hàng sinh viên đấy. Vâng, cái này đã có tiền chơi hay quá. Sinh viên đấy, gian hàng sinh viên. Rồi cái cổng này quá hay, chơi quá hay, chơi quá hay. Có không? Chân cẳng không ạ? Chịu rồi, chân cẳng thế nào? Đây, đấy đấy, bây giờ lại ngồi lên chỗ của ông La Hán vừa nãy. Ba trăm rưỡi không được rồi. Cổng làng này Hải Châu, Hải Châu. Đây, quả nhỏ đây, một tràng toàn quả đấy, quả thế. Còn con này là mấy đồng bố? Đâu mà này à, con xanh điền đây ạ, 2,5 triệu. Yeah. Con lão điền dáng làng. Vâng. Lão điền dáng dáng làng, lão nông nữa, nông chí điền gọi là lão điền. Vâng. À. Lão điền luôn. Chả thế này nè. Đấy, con này cho cái cổng cũng được. Đấy. Cái cổng này. Điền. Điền. Hay quá. Ra vừa nãy rồi, kỹ lắm rồi, vừa nãy là riêng nó một lúc rồi, sung đấy, quả như cái bát cơm. Vừa được khách. Bao nhiêu mua nốt giờ bán là nốt rồi cái này. À. Xương cá. Cứ ngược ngược xuôi xuôi như chợ Tết. Con này là mấy tiền đấy bác? Mới vào đá. Ra. À đây, đằng sau này, đằng sau cái khu này. Đi ra đây rẽ trái. Ra đây rẽ trái, đến nhà thứ hai là tới. Đấy, thẳng đây có cái lối, đường Ngô Văn Cờ mà. Đấy. Trái. Vâng. Làm nốt tí. Si cây chuột. Đá ghê. Đá ghê. Tấm thế. 17 triệu. Ghê đây.
vừa cắt tay cây nào đi? Này cắt ở cây bên kia. Sao ông em giờ này sao chưa về rồi? À đâu, nay mới ra đấy. Lâu lâu rồi nay. Nay anh mới ra. À, đúng rồi. Có cây gì không anh? Sao hôm nay cây? Xi đây, xi đỏ đây. Xi búp đỏ đây. Xi này là bao tiền anh? Chậu đẹp nha. Hay quá. Chậu đẹp. Chậu đẹp. Đấy. Đây. Đây, xi đây. Phô xi tam đa. Vâng. Cái này nhiều tiền không anh? Cái này nó ít hơn 1 triệu. Lâu nay ở nhà làm ở vườn hay là ấy anh? Làm ở vườn. Có đi hội chợ ở trước gì không? Không. Còn bác này là toàn là làm ở cạnh. À. Thế thi thoảng lên chợ cho vui. Ờ thì nói hôm nay hai thằng em nó cứ rủ đi, đi sang đây cái xong rồi nó về bắt rồi. Nó sang một lúc rồi nó chán nó về kiểu nó mang cái phôi đi rồi. Xanh náo mai. Náo mai. Náo mai là bao tiền này? Cái này là 6 triệu. Đấy, đá điếc đàng hoàng. Xin đây. À, à xong rồi à? Ừ, giao dịch xong rồi. Đấy, tự nhiên thấy nhấc cây về. Nhộn nhịp quá nhỉ. Bây giờ em vào chẳng. Ui ở đây á. Cây này không biết bao tiền. Cây này biếu cứ không không mua bán. Cây này thì cho tặng không bán. Cây đấy là xin là. Chơi rối mini để bàn. Cây đấy xin là cho đấy, rối để bàn. Rối đẹp. Để sang nha. Đấy, làm đôi dưới chơi hay.